là thành phố du lịch, nên các tiêu chí đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được Ủy ban nhân dân thành phố Hội An chú trọng. Đáng chú ý, dịp Tết Trung Thu cũng là lúc thành phố Hội An đón khách du lịch trở lại sau thời gian đóng cửa chống dịch Covid-19. Do đó, từ thực phẩm đến các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu càng được các ngành chức năng của thành phố Hội An tập trung kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khi mở cửa trở lại có dấu hiệu lơ là, không đảm bảo một số tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Như tại cửa hàng Bánh Đồng Thuận thuộc phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, khi đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành số 3 của tỉnh đến kiểm tra đột xuất thì phát hiện khu vực kinh doanh của cơ sở này có côn trùng gây hại, khâu vệ sinh môi trường không đảm bảo, người lao động thiếu các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết. Tuy phần lớn các loại bánh trung thu tại đây đều được nhập từ các nơi khác, nhưng tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Nội dung ghi trên các loại bánh đang kinh doanh không phù hợp với quy định hiện hành. Đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành số 3 đã lập biên bản trong thời điểm kiểm tra và yêu cầu cơ sở Bánh Đồng Thuận sớm khắc phục, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở này đến Sở Công Thương làm việc và bổ sung các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật. Qua theo dõi cũng như báo cáo của ngành thì các cái lượng hàng nó vẫn được là chuyển về Hội An rất là dồi dào để sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong cái Tết thiếu nhi này. Hội An xác định là vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là trong cái đợt trung thu này, không chỉ riêng bánh trung thu đâu, nhưng mà nhiều cái mặt hàng khác cũng cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để tránh những cái tình huống hay là những cái trường hợp mà do thiếu an toàn nó dẫn đến là vấn đề ngộ độc. Tuy nhiên là qua nắm bắt tình hình thì đến nay thành phố vẫn có không ít những cái không phải là cơ sở nhưng những người họ có kỹ năng, họ có kinh nghiệm, họ có vốn liếng, họ cũng tự để mà gọi là sản xuất chế biến ra những cái loại bánh cung ứng trong cái đợt trung thu này. Cho nên chúng tôi chỉ đạo các cái lực lượng là thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra những cái này, hướng dẫn cho đảm bảo an toàn tuyệt đối trong cái dịp trung thu này. Đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành số 3 cũng đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm khác trên địa bàn thành phố Hội An. Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đều thừa nhận những tồn tại trong thời gian qua và cam kết thực hiện nghiêm theo đúng quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên vệ sinh an toàn thực phẩm ở trong quán thì quán cũng chấp hành rất là nghiêm túc. Thì từ trước đến giờ là từ khi kinh doanh bây giờ thì là bên quán là chuẩn bị rất là kỹ càng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và về các nguồn nguyên liệu. Chúng tôi lúc nào cũng rửa và chế biến, sơ chế rất là kỹ càng trước khi đưa các nguyên liệu vào sản xuất và sử dụng đến người tiêu dùng để đảm bảo là mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Về vấn đề an toàn thực phẩm này, vấn đề này là đối với ngành công thương chúng tôi xác định là vấn đề là thường xuyên và liên tục. Năm, chúng ta có 4 đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm, là đợt Tết Nguyên đán, tháng an toàn thực phẩm, bánh trung thu và mùa lễ hội. Do vậy chúng tôi rất chú trọng trong các vấn đề tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Và chúng tôi sau một thời gian theo dõi công tác quản lý an toàn thực phẩm, chúng tôi nhận thấy rằng để làm tốt công tác an toàn thực phẩm, quan trọng nhất là cái nhận thức của người sản xuất. Và thứ hai là cái việc người tiêu dùng, thứ nhất là phải nhận biết được là đâu là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Với trách nhiệm quản lý nhà nước thì chúng tôi chỉ trách nhiệm khuyến cáo với người dân, chứ là bất cứ khi mua hàng sản phẩm gì chúng ta nên đọc kỹ hướng dẫn trước sử dụng và thời gian bảo quản của sản phẩm. Và thứ hai, khuyến cáo đối với đơn vị sản xuất đề cao vai trò là trách nhiệm của đơn vị sản xuất với người tiêu dùng. Và chúng tôi cũng kiến nghị và các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát việc này ở chỗ là bằng những cái đợt tập huấn, những bằng những cái đợt xác nhận kiến thức, bằng những cái việc tuyên truyền và cái mấu chốt là đảm bảo sức khỏe của mọi người. Hiện toàn tỉnh có hơn 21.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thống kê trong những đợt thanh tra kiểm tra trong 6 tháng đầu năm, phát hiện gần 1.050 cơ sở vi phạm. Gần nhất, các vụ ngộ độc trên địa bàn tỉnh do sản phẩm pate minh chay, sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất,
cũng đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì thế, sự vào cuộc của các đoàn kiểm tra liên ngành cùng với công tác giám sát địa bàn của ngành chức năng các địa phương trong thời điểm hàng loạt cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại sau dịch Covid-19 và trong dịp Tết Trung Thu là vô cùng cần thiết. Qua đó, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để sản phẩm đến tay người tiêu dùng là sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.